một, sao một, ôi cháy, xong, ui. Cả hai căn nhà khang trang rộng lớn của gia đình bà Nương đã sập đổ. May mắn cả nhà đã kịp chạy thoát ra ngoài. Đã gần chục ngày sau khi nhà sập, bà Nương vẫn chưa dám trở lại nơi ở cũ. Nghĩ hoàng chưa gặp mà nước nó cứ từ những cái chân đồi nước nó ra như sông luôn. Cơn bão đã qua, thế nhưng do đất đá sạt lở, nhà thì bị sập, khiến cho nhiều hộ dân ở Bắc Cạn hiện nay không có nhà để về. Cuộc sống chật trội, nheo nhóc đang là những cái khó khăn chưa từng thấy của người dân nơi đây. Vết nứt lớn phía sau đồi khiến hàng chục hộ dân ở thôn Nà Phạ, xã Đồng Lạc phải di dời. 37 hộ vẫn phải sống chen chúc tạm bợ trong đình chợ nhiều ngày. Thời tiết khô ráo nhưng không ai dám trở về bản. Bây giờ lở nhiều quá, không dám lên. Hôm nay lên lại thấy nứt tiếp rồi. Nhiều thôn bản ở Bắc Cạn đang nằm dưới các mái ta luy hoặc bên sườn núi. Cứ mưa lớn là sạt lở. 3 tháng gần đây Bắc Cạn đã có 20 người thiệt mạng và bị thương do sạt lở. Chúng tôi cũng đã khuyến cáo và yêu cầu tất cả các chính quyền địa phương, đặc biệt là xã và huyện phải rà soát tất cả các điểm xung yếu, trọng yếu để mà có các cái giải pháp phương án. Tất nhiên là với địa bàn miền núi, độ dốc cao thì cũng rất là khó khăn. Tỉnh Bắc Cạn đang triển khai cấp phát 150 tấn gạo cho gần 5.000 người dân ở vùng ngập lũ và sạt lở tại các huyện. Tỉnh vừa công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai trên địa bàn do ảnh hưởng của bão số 3 và sơ bộ thiệt hại do bão gây ra là hơn 860 tỷ đồng, gần bằng thu ngân sách một năm của cả tỉnh.